Vâng, có một số bác yêu cầu em Tuấn test cái đôi loa Kennedy, cái đôi loa đến từ nước Mỹ này cho bác đây. Con này thì bác nhìn thấy rồi. Con này phía dưới là nó thiết kế dòng này, bác nào mà nghe nhạc cần chất bát ấm nhé, bác rước con này cho em. Con này ở phía dưới này nó xử lý một cái bát cộng hưởng nên là chất âm ra nó mềm lắm, nó đến tai các bác nghe chất bát, các bác nghe suốt ngày quanh năm ngày tháng không biết chán. Hai bát 25 này, 20 trên là con tép Lucy này. Đấy, chiều ngang của thùng nó tầm khoảng 45, ngang thùng tầm 45 đấy. Đây, thông số của em nó đây ạ. Đây mà Tuấn sẽ test cho bác. Mức giá của đôi loa này có mức giá là 5.900.000. 5.900.000. Đây mà Tuấn sẽ test nhé. Test luôn cho bác luôn, cho bác nghe chất âm. Ở dòng này các bác có thể đánh một số âm ly chuyên nghe nhạc càng hay. Hôm nay em đang test ở đây là em test được con âm ly karaoke thôi. Nhưng bác sẽ test những con âm ly chuyên nghe nhạc nó sẽ hay lắm. Nó sẽ hay hơn nhiều. Có nhé. Đấy. Rồi. Em mà test cắm trực tiếp từ điện thoại vào luôn.